Giờ chúng ta đặt ra một vấn đề cụ thể luôn, đó là nhờ cái màn hình của chúng ta có chương trình nhưng mà chúng ta không có sổ. Còn để chúng ta có sổ, chúng ta cũng không đặt được đi lại để chúng ta chạy. Thì chúng ta muốn tìm sổ cái gì? Chúng ta cũng cách thúc đẳng được cái HDMI này, cái PC nhé. Cái HDMI cách thúc đẳng. Giờ cái việc mà khi camper chúng ta đi có cái chế độ là cách camper. Tôi chia các em phân tức là sao có cho anh cấp lót và một sụp tót của HDMI. Có cái gì chúng ta cấp lót lên và có thể mở bằng pin CC được. Tuy nhiên, một tờ nó cũng nhạc như vậy. Gần như người ta sẽ không cách vào đấy. Tức là anh không thể dùng các em phân để cấp lót lên. Và anh cấp lót lên, anh chỉ cấp lót lên. Đó, giống như là trước mình có cái cảnh là về cách thức của mình là làm sao. Thứ nhất, mình chia thành hai phần. Ở đây mình sẽ hướng dẫn trên trên phần mềm. Và chúng ta sẽ thực hành tìm sổ trên phần mềm. À, phần mềm của chúng ta để hỗ trợ chuyện đó là chúng ta dùng Rosel. Khi cài đặt WinCC thì chúng ta WinCC Flexible nó sẽ đi theo phần mềm Rosel. Ví dụ như ở đây mình mở Rosel ra, màn hình của mình lựa chọn ở đây mình phải lựa chọn là màn hình TP177B, TP177B. Đây là dòng sản phẩm mình đang sử dụng cáp MPI Hero Fiber thôi, dùng cáp MPI nhé, lâu lắm. Chúng ta dùng Ethernet ha. Và dùng Ethernet giờ chúng ta làm sao để biết cái này là chỉ bao nhiêu? Để đơn giản hơn, chúng ta sẽ bắt đầu kiểm tra IP tất cả trên cái HDMI trước khi chúng ta ra đấy. Nếu mà người ta không khóa trong tập trung panel thì chúng ta có thể vào coi để sửa cái IP của những cái là. Tuy nhiên người ta khóa trong tập trung panel quá không ai phá được bắt được. Khi khóa trong tập trung panel mà không ai phá được bắt được chỉ có một cái thiết bị là đường to mà. Vào cần cho bạn em rồi mọi người kéo không cái này rất là sợ đưa đi lại các bạn thay đổi cái gì này
tôi chọn lại đất A, đất B, đất C thì có lại quay lại làm những cái đồ mà về đồ cái nét tuy nó hơi dạng nhưng mà nó phải được liên quan thì đây đó là một chính xác của sự làm được tốt chúng ta có những cái đồ mà về đồ cái nét thì có lại sau khi chuyển sang chế độ chuyên phong thì chúng ta sẽ bắt đầu các vào thì các biết địa chỉ IP mình chọn chuẩn là Ethernet rồi mình đánh chữ địa chỉ vào đây 192.168.0.5 192.168.0.5 192 rồi 168.0.5 rồi chúng ta chọn sang thẻ backup. Backup ở đây thì mình backup hết đi cả firmware, cấu hình, receive data, tức là những cái gì mà ở dưới màn hình có á, là mình backup hết. Rồi chúng ta chọn đường dẫn, ví dụ như ở đây mình chọn đường dẫn là desktop, mình đặt tên là route chẳng hạn. Rồi việc còn lại của mình chỉ là nhấn start backup nè, nhấn start backup. Tuy nhiên á là chúng ta phải chọn sang cái card của chúng ta là card Ethernet nữa. À, chúng ta sẽ để đây, chúng ta cài đặt hết các cái phần xong để nguyên. Chúng ta vào control panel. Set lại PC PC giống như là set quả hào của download cho PC á thì chúng ta có thể cài đặt trong đây hoặc cài đặt trong cái option kia. Nhưng tuy nhiên chúng ta cài đặt trong đây. Chúng ta làm vậy để làm gì? Hoàn toàn đồng bộ dữ liệu. Thẻ của chúng ta đang là TCP/IP. Ok. Đúng rồi. Rồi nhấn start backup. Rồi thiết lập được thì bắt đầu thực hiện. Thì trên cái HMI của chúng ta cũng sẽ chạy ra. Tuy nhiên nếu mà chúng ta xíu nữa chúng ta làm này rồi chúng ta làm luôn cái phần bằng cap MPI để mọi người thấy cái tốc độ của nó. MPI tốc độ rất là chậm. Đúng rồi xíu nữa. Không nhưng mà gần như là cho chưa nghe được. Ngay cả người ta cho sụp người ta cũng không cho vào trong lòng tại vì có thể cái sụp đấy nó chưa vận chuyển trong đó với các bạn khu vực 100%
Chứ giờ cái đó phải chọn. Cái đó tức là không phải mặc định mà nó không có tích. Dạ. Đó, lúc mà mình làm ở dưới Pepsi mình dùng cái tờ sợi cáp này, sợi cáp em làm 2 tiếng đồng hồ lấy được một cái chương trình của một cái HDMI P2.7, 2 tiếng đồng hồ nó ra cái email vừa làm cực, còn trong khi làm cái thằng này là khoảng 10 phút. Đó, MP 27 thì có được cắm USB và backup được. Mọi người có USB nào khoảng 2GB. Rồi nó có một cái loại thẻ nha, thẻ SD. Nhưng mà mọi người chú ý, thẻ SD khi cắm vào quả sim á, nó phải có chuẩn, chứ không phải mình ra ngoài ngoài tiền điện thoại mình mua cái thẻ hoàn toàn thẻ đấy sử dụng được, nhưng cái thẻ nào có chữ là CE sử dụng được. Còn thẻ mà không có cái chữ này á là dùng cho máy vi tính, dùng cho điện thoại thôi. Có cái chữ này này là xài có thể là sử dụng để backup chương trình của HDMI. Thôi chạy lâu quá. Rồi, như vậy là khi chúng ta xong á, nó sẽ có cái file ở đây là chấm, là chấm đuôi là PSB ha. Cái file này vô tình nó trùng với cái đuôi file của Photoshop ha. Nhưng mà không mở bằng Photoshop được đâu nha mọi người. Mọi người thấy mọi người nhấp vô là rồi nó chạy nổi lung tung á. Giống như file PDF mà giờ mình đổi thành chấm, mình bỏ chữ PDF mình đổi thành chữ chấm doc thì nó được. Nhưng mà khi mở ra là mình đổi ngay. Đó. Thì cái kiểu file của nó là vậy. Tại vì máy tính mình cài phần mềm Photoshop cho cái việc thiết kế giao diện ấy. Rồi. Đó là về chức năng backup. Còn restore thì ngược lại. Restore thì cũng chọn đường dẫn. Đó. Rồi chọn vào restore là xong. Rồi chờ cái quá trình thao tác như vậy. Đó. Còn ở trong đây là chọn chế độ về OS update. Cái này cũng khá quan trọng. Trong một số trường hợp á, trong một số trường hợp cái HDMI của mình á không cho thực hiện liên kết mà các bác mình phải update cái bản thân lên. Thì việc đầu tiên của mình làm là mình phải vào trong đây, mình chọn y chang thông số như trước. Nhưng mà cái thẻ của mình á là thẻ update. Thì trong thẻ update này á nó phải có cái email. Cái email này á là mình phải có. Cái email này mình phải chọn đúng vào cái email của TP177B ha. Còn nếu mà không có thì làm sao mình có cái email này?
mình lên web, web Siemens, mình đánh vào email nó sẽ cho mình đa về. Còn khi mình có rồi thì mình chọn vào đường dẫn, nhấp vào, chọn OK, rồi mình chọn update OS là xong.